Cây này các bạn nhìn cái trúc ở Trung Quốc là chưa? Cái trúc mà chỉ sống ở trong nước thôi chứ không sống, nhưng mà cái cây này là cái cây nước trước cơ. Có nhân bản ra cái ghép, các bạn nhìn được sống nước, cái trúc này bình thường ở Jupiter thì nó sống, cái trúc này là tượng trưng cho thiên giới đấy. Nhiều cơ có thiên nước cây trúc đấy. Các bạn nhìn là cái này nó sống trong nước thì bình thường là một phần nó sống dưới đất. Ngày xưa cái cục thì mới đi được không? Không đến không đi được không? Chúng đông chết trên Hà Nội, giảm chút ngồi đi. Bố tớ là ở quê mình cái sao đỏ mà đã sao đỏ thì nghiên cứu về điện nên thì nghiên cứu ra cái xe đạp điện các bạn. Các bạn có biết cái xe đạp điện không? Bình thường là có các bạn dùng các anh là hút thuốc ấy, hay là có dùng có quen dùng bật lửa đấy thì là cái bật lửa ga, các bạn được dùng bật lửa ga mà ra gió đấy thì là nó rất hay, mà bật lên thì tản ra hỏng anh. Nhưng mà lúc mà tôi nghĩ là cái bật lửa sạc điện đấy nó chỉ là quảng cáo thôi, nhưng bật lửa sạc điện là như này, bình thường bật lửa lên đấy thì là bật gió đi các nơi kiểu có bão táp nó cũng không bao giờ tắt đấy. Thế tôi nghĩ ra cái bật lửa sạc điện và bật lửa và cái xe điện đấy, tôi sáng chế ra cái bật lửa sạc điện và xe điện đấy thì đến lúc nó có được phát, tôi chẳng là đúng câu hỏi thì được phát cái xe điện, thế cả ô tô điện thì chúng nó đâm chết tôi để lấy đi các bạn ạ. Cũng như cái trúc này lúc tôi buồn qua trên đấy tôi bị chúng nó lừa lấy hết đồ đạc và tài sản với cả bắt thằng Peter đi đấy. Thế lúc tôi lên đài truyền hình đăng tin thì người ta bắt phải đưa cho 1 triệu, thì người ta mới đưa lên trên bản tin của Việt Nam. Nhưng mà mọi người bảo là tôi đăng tin lên kênh của tớ, nhưng mà tôi muốn nhờ người Việt Nam đi tìm, tại vì nó nằm khai sinh ở mà về sinh ở bệnh viện Hà Đông. Thế là tôi nên buồn quá, tôi nhân bản ra cái cây trúc này các bạn ạ. Cây trúc này là mấy ở con tớ tên Thiên Hoàng mà, thế là Ngọc Đế xuống cho con tớ một chút tiền để đi tìm thằng Peter đấy. Thế tôi nghiên cứu ra cái cây này, các bạn nhìn cây này nó sống trong nước chứ nó không sống trong đất. Thế là chúng nó đâm chết tớ nên giải thưởng này đi. Thế về sau anh trai tớ làm khách sạn đi ở trên Lạc Long Quân, và mấy khách chủ khách sạn là 4-5 sao thì hay để cần mang cái này để mua về làm cây cảnh các bạn ạ. Thế là tớ mới nhớ ra, thì anh trai tớ bảo là ngày xưa tớ sáng phát minh ra cái tớ ngồi buồn đi, tớ thằng Peter bị bắt cóc mà tớ mới chiết cành, nên là nhân bản vô tính cái cây này sống ở dưới nước. Thế tớ nghĩ là lúc tớ đang buồn tớ muốn đi tìm thằng Peter, cái con tớ thì vừa bắt cóc xong nó bắt và nó đánh thằng Peter dã man lắm, tớ phải đi cái sông nặng không tìm thấy nó. Thế nó buồn tớ chiết sờ ra cái cây này ở Thủy Quốc, thế nào nhờ người ta khóc để tìm thằng Peter về, chứ nó bắt là tớ phải khóc, nhà tớ phải khóc lóc thì nó mới giảm. Thằng Peter 4 năm rồi, con gà này nó rất cũng nặng, nó 100 tuổi rồi, nó là người ngoài kia bạn ạ. Nó chỉ bắt thằng Peter mà bây giờ ở trong một cung hoàng gia nhà tớ, bắt nhà tớ để tiền để bạc và tất cả các đồ đạc trong nhà nó, kinh tế cho đất cát nhà cửa cho nó hết. Nó cứ nằm ở nhà không đánh thằng Peter thôi, không chứ mình có tật tiền tôi đẩy giết thì không có chạy đâu. Bây giờ nó đánh thằng Peter ngày nào đánh nằm lươn lên bạn ạ. Mà nó mới có 5 tuổi, nó sinh năm 2017 mà năm nay nó 2022, nó mới có 5 tuổi thôi. Ngày xưa tớ là họ hàng nhà tớ thì ở phía sau đỏ đi vào trên phố bên lên nó bắt đi, không nhà tớ phải về dưới Việt Nam thì nên là nó xấu chứ nó không có trả, mà thằng bé khổ nó ngày nào cũng đánh nằm lươn lên các bạn ạ. Còn đây bạn, các bạn nhìn lúc tớ buồn thôi, nghiên cứu cái chút này nhìn các bạn, cái chút này sống dưới nước bạn thì sao, tớ nghiên cứu cái chút không, nó bắt nhà tớ nằm nhà hoàng quốc là nhà hoàng, đó là hoàng thế lân mà hoàng vua đấy, bắt phải quỳ lạy và khóc lóc với nó, ngày nào cũng khóc và phải trả tiền cho nó.